video trước thì em Mai có lên cái dòng xe Honda Wave, thì em thấy mọi người nhắn tin hỏi rất là nhiều về dòng xe Wave RX. Thì tiện thể trong video ngày hôm nay thì em Mai sẽ cho lên sóng cái dòng xe Wave RX theo cái sở thích cũng như là đam mê của các bạn, và em Mai sẽ báo giá cái dòng xe Wave RSX luôn nha các mọi người. Đó, cũng là Honda nhưng mà cái này sẽ là Wave RX, và cái dòng xe này thì em thấy mọi người cũng ưa chuộng rất là nhiều luôn ha. Và giá bán của nó thì cũng không chênh lệch là bao nhiêu so với dòng xe Honda Wave nha mọi người. Đối với dòng xe Wave RX này thì giá bán hiện tại của dòng xe này là 21 triệu đồng. Thì giá này em Mai đã bao VAT nha các bạn ơi. Đó, như mọi người thấy là hiện tại em đang có rất là nhiều màu luôn, rất là nhiều kiểu như là 2023, 2024 em đều có nha mọi người. Đó, màu trắng này, màu đỏ này, màu đen này, hoặc là màu đen đỏ nha các bạn. Đó, và dòng xe này thì em vẫn hỗ trợ trả góp nha các bạn. Đó, đối với dòng xe, tất cả dòng xe nhà em thì em đều hỗ trợ trả góp nhá. Dòng xe này thì thủ tục cũng chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi giúp em Mai thôi. Và đủ 18 tuổi đây là đủ ngày đủ tháng giúp em nha các bạn. Đủ ngày đủ tháng thì em Mai hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn rồi ha. Và nếu như các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế của công ty thì càng tốt. Đó, có càng nhiều giấy tờ thì càng tốt nhá. Và em hỗ trợ là không cần trả trước dòng xe này nếu như các bạn mua góp. Và nếu các bạn trả trước cho em Mai từ 2 triệu đồng thì càng tốt nha mọi người. Đó, trả trước thì càng tốt, còn không trả trước cũng không sao nha. Em Mai vẫn hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn. Và nếu như các bạn không nợ xấu này, không trả chậm trễ hay là không nợ chú ý thì chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là có thể rước xe về nha các bạn. Đó. Và hiện tại thì bên em có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc 63 tỉnh thành luôn. Miền Bắc, miền Trung gì bên em đều ship hết nha mọi người. Và ngoài ra thì em có độ một sơn 3D theo cậu. Sơn 3D thì các bạn cứ yên tâm nhá, em sẽ phủ một lớp nano bên ngoài để bảo vệ màu sơn. Nếu như mọi người có liên hệ trước với em Mai thì em Mai sẽ hỗ trợ mọi người này. Đó, miễn phí 1 năm 3 lần về phủ nano trị giá 1,8 triệu. Đó, phủ bóng nano để làm gì? Để phủ cảm giác như xe nó được bóng này, nó được bóng, nó được mới, nó được đẹp hơn, cũng như là sẽ bảo vệ màu sơn 3D cho các bạn nhá. Sơn 3D thì khi mà sơn 3D đổi màu cà vẹt, ví dụ như màu này màu trắng, thì khi mà em đổi màu cà vẹt thì em sẽ đổi sang màu trắng đen. Đổi lần một không được thì em sẽ đổi lần hai cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm nha mọi người. Và hiện tại thì bên em có thu xe cũ này. Đó, nếu như các bạn có một chiếc xe cũ ở nhà và muốn đổi sang xe mới thì cứ liên hệ với em Mai để được sở hữu một chiếc xe mới nha mọi người. Đó, xe cũ thì bên em sẽ làm việc tiếp với bên thu xe cũ luôn, nên các bạn cứ yên tâm về giá cả nha. Đó, khi mà mua xe từ cửa hàng An Thành Phát thì luôn luôn được sở hữu một chiếc xe mới này. Đó, ngon, zin, đẹp mới, cũng như là được mua với giá tốt nha các bạn. Đó, và khi mà các bạn có liên hệ lấy trước với em Mai khi qua cửa hàng thì em Mai sẽ hỗ trợ mọi người từ 500 để 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha. Hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn về xe thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo của em Mai là Mai Xe Máy Trả Góp Bình Dương để em Mai tư vấn cũng như là đặt lịch hẹn hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của em Mai, và cho em Mai xin một thả like và subscribe nha. Xin chào.